trọng kính Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trọng kính quý Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám mục và Giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trọng kính Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ phong Thánh lễ truyền chức Giám mục và Đức Tân Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Đa Minh Nguyễn Tuấn Ảnh. Kính thưa quý cha tổng đại diện, quý cha giám đốc các đại chủng viện, quý cha bề trên các dòng, quý cha quản hạt và quý cha. Kính thưa quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, quý ông bà, anh chị em và cả những người không cùng tôn giáo đang hiện diện trong đại lễ truyền chức và những người đang tham dự thánh lễ truyền chức trực tuyến ở khắp nơi hôm nay. Kính thưa bà cố và gia đình, quý thân nhân và bạn hữu xa gần của Đức Tân Giám mục Phụ tá Đa Minh. Kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2024, khi Đức Cha Chính Gioan Đỗ Văn Ngân chính thức báo tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh làm giám mục phụ tá giáo phận, cả giáo phận hết sức vui mừng và luôn cầu nguyện cho Ngài tràn đầy ơn thánh thần, kiên cường vững vàng bước theo sứ vụ tông đồ Chúa trao phó, can đảm cộng tác với Đức Cha Chính Gioan dù có những thử thách và gian dối của trần gian vây quanh, để làm thành đá tảng đức tin cho chúng con. Đúng một tuần nữa, ngày 14 tháng 10 là ngày đáng ghi nhớ giáo phận Xuân Lộc được thành lập 59 năm. Đức Tân Giám mục Phổ Tá là vị giám mục thứ 9 của giáo phận và là vị giám mục đầu tiên sinh ra và lớn lên tu học và làm việc trọn vẹn trong giáo phận này. Chúng con tạ ơn Chúa vì mục tử nhân lành luôn ban cho giáo hội những chủ chăn như lòng Chúa mong ước. Chúng con chân thành tri ân Đức Thánh Cha Phanxicô, tri ân Thánh Bộ loan báo tin mừng, tri ân Đức Tổng Giáo mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, tri ân Đức Hồng Y Phêrô, các Đức Tổng Giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quan tâm đặc biệt và hiện diện trong thánh lễ này của giáo phận chúng con. Cách riêng, chúng con cảm ơn Đức Cha Gioan đã chuẩn bị cho giáo phận một vị chủ chăn yêu dấu và đẹp lòng Chúa mọi đảng. Trong trái tim lớn của giáo phận và trong tấm lòng của những người con Xuân Lộc hôm nay đang nổi lên một cơn bão yêu mến và hiệp thông. Trong cơn cuồng say ơn phúc này, chúng con không quên lịch sử giáo phận vẫn là những tiếp bước tông đồ bắt đầu từ năm 1965 với các đức cha đã yên nghỉ. Đến công cao đức dày của Đức Cha Cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh và Giuse Đinh Đức Đạo, các ngài vẫn còn đây, mà chúng con mãi phải trân trọng giữ gìn và phát huy ngày càng thêm hơn nữa thành quả của các ngài đã làm, để hôm nay nguyện ý Chúa được nên trọn nơi Đức Cha mới Đa Minh. Chúng con kính chào bà cố và gia đình thân tộc của Đức Cha như mẹ hiền và anh em bà con của Chúa Giêsu. Bà cố và gia đình đã âm thầm theo chân Đức Cha mới Đa Minh suốt đời dâng hiến. Phúc âm Thánh Gioan đã viết về tiệc cưới Cana như thế này: trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu, Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Chúng con tin chắc rằng trong những hoạt động tông đồ của Đức Cha Phụ tá Đa Minh sẽ luôn có lời cầu nguyện trợ lực rất hữu hiệu của bà cố và gia đình. Điều này Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski vừa mới nhắc lại khi Ngài nói về thư Thánh Phaolô gửi cho Timôthê,
có nói đến truyền thống đức tin của gia đình luôn nâng đỡ sứ vụ của vị tông đồ. Trọng kính đức cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh kính mến, con được hân hạnh thay cho tất cả các linh mục dòng triều, nam nữ tu sĩ chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa của giáo phận Xuân Lộc, đặc biệt những người hiện diện trong lễ truyền chức hôm nay, dâng lời chúc mừng đức cha với tâm tình kính trọng và quý mến. Như sách Tông đồ Công vụ đã viết, Tông đồ Matthia được chọn là vì Ngài đã đồng hành với nhóm Tông đồ trong suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa họ. Kể về đức cha, chúng con cũng có những ký ức đẹp của đức cha với giáo phận. Đức cha sinh ra và lớn lên trong giáo phận này, là chủng sinh giáo phận trong suốt thời gian tu học và thực tập đầy gian khổ. Đức cha được giáo phận cử đi du học 2 lần ở 2 môi trường văn hóa khác nhau ở Pháp và Philippines để chuẩn bị cho sứ vụ tông đồ. Về nước, đức cha lại là cha giáo dạy luân lý của Đại chủng viện và những năm gần đây là vị tổng đại diện nhiệt thành. Nhưng trên hết, nơi cha, chúng con vẫn nhận thấy mãi mãi là khiêm tốn, bình dị, gần gũi và thân thiện. Đức cha là vị giám mục thứ 4 của Xuân Lộc lớn lên từ những thử thách, đi qua những gian nan của lịch sử giáo phận. Sau Đức Tổng Giám mục Sài Gòn Giuse Nguyễn Đăng, Đức cha Bù Chu Tô Ma Vũ Đình Hiệu và Đức cha Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, tất cả các ngài luôn là hãnh diện của chúng con và là vinh quang cho dân Chúa Xuân Lộc. Chừng đó thôi, cũng thấy đức cha xứng đáng là giám mục phụ tá tuyệt vời của đức cha Chánh Gioan, người lãnh đạo và là bạn đồng hành xuất sắc của anh em linh mục chúng con, là người thầy, người cha nhân ái của đoàn dân Chúa Xuân Lộc. Từ nay cùng với đức cha Chính Gioan là Phêrô đứng đầu giáo phận, xin đức cha cứ khởi sự mọi công tác tông đồ, tôi đi đánh cá đây. Và mọi người chúng con, các linh mục, các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu, các hiệp hội thiêng liêng và từng người tín hữu sẽ nhất loạt thưa chúng con cùng đi với Ngài. Để rồi theo lệnh của đức cha, cả giáo phận cùng hiệp hành chung tay kéo vào bờ những chiếc thuyền đầy cá. Phần chúng con xin đặt nhiều kỳ vọng và lòng quý mến vào đức cha. Nhờ lời chuyển cầu của đức mẹ giáo phận, đức mẹ núi Cúi, của thánh cả Giuse Quan Thầy, xin cho đức cha luôn được tràn đầy ơn thánh thần. Chúng con tin đức cha sẽ được hạnh phúc và bình an trong sứ vụ mới. Chúng con hứa tiếp tục cầu nguyện cho đức cha luôn trung thành với giáo hội, hiệp thông vâng phục với tông đồ trưởng Phêrô, khôn ngoan cởi mở với xã hội, và nhất là noi gương Chúa Giêsu mục tử, hết lòng thương xót đoàn chiên, để nguyện ý Chúa được nên tròn trong đời mục tử lãnh đạo như ý nguyện của đức cha. Rồi đây, lịch sử giáo phận sẽ ghi nhớ mãi ngày đặc biệt mùng 9 tháng 10 năm 2024 mà chúng con, những người hiện diện, được vinh dự có mặt trong một thánh lễ thánh thiêng rất hoành tráng này. Đó là sáng kiến tuyệt vời của đức cha Chính Gioan khi sáng nay Ngài đã quy tụ 15.000 người Xuân Lộc vào trong một tâm tình, một thánh lễ dâng. Trước những hồng ân bao la của Chúa, trong bầu khí vui tươi hạnh phúc, có vị đại diện tòa thánh, có các đức giám mục Việt Nam hiện diện, có quý khách xa gần và nhiều người khắp nơi trên thế giới đang tham dự thánh lễ truyền chức giám mục trực tuyến, chúng con xin thay cho toàn giáo phận dâng lên đức cha mới phụ tá của chúng con những cánh hoa tươi gói trọn tâm tình kính chúc của đoàn con giáo phận
xin Đức Cha thương nhận. Tất cả cộng đoàn chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay thật dài để chúc mừng Đức Cha. Cuối cùng con xin chân thành cảm ơn quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đồng dân Chúa. Con xin hết lời.